thì chúng tôi quyết định tài trợ đến 50%, 50% chi phí. Chào các bạn, là Julia, nhà sáng lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe Vimimo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Sức khỏe Bắc Ninh Trường Thọ Rex. Chúng tôi đã ký kết đối tác chiến lược với công ty truyền thông du lịch Việt với mong muốn đem hành trình 72 giờ khởi đầu chia tay tiểu đường và các bệnh mãn tính cũng như là các cái chùm tour về sức khỏe lan tỏa đến cho cộng đồng, thì chúng tôi đã ký kết đối tác chiến lược với công ty du lịch để mỗi bên với những cái thế mạnh của mình sẽ tạo ra được những cái chương trình đầy giá trị nhưng mà với những cái mức chi phí rất là ưu đãi. Cho nên nếu các anh chị các bạn quan tâm và mong muốn tham gia cái hành trình này vào tháng 12, ngày 11, 12 tháng 12 tới đây thì hãy nhấn vào cái đường link bên dưới hoặc là gọi về số hotline của trung tâm đó là 1900636905 để được tư vấn cho cái hành trình này. Nhưng tất cả mọi điều kiện từ vấn đề ăn ở cũng như là các cái hoạt động trong chương trình vẫn giữ nguyên và thậm chí chúng tôi còn cải tiến nhiều hơn. Từ những cái món ăn dinh dưỡng rồi những cái hoạt động về tâm thức cũng như là có sự đồng hành của các chuyên gia bác sĩ, thậm chí là tiến sĩ Vishwarup và đội ngũ chuyên gia của ông ở tại Ấn Độ cũng đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các ứng dụng trực tuyến này. Cho nên là các bạn đừng chần chờ gì, hãy điện thoại hoặc là nhấn vào cái đường link bên dưới này để được chúng tôi tư vấn vì một Việt Nam khỏe mạnh và trường thọ. Hẹn gặp lại các bạn vào hành trình 72 giờ tại Forever Green Resort 4 sao vào ngày 11, 12, 13 tháng 12 năm 2020.